Hi, xin chào tất cả mọi người. Lại là một cái chào rất là quen thuộc. Thì đầu tiên mọi người ơi, cho Duy xin phép khoe với mọi người một tí là mình đã được 10.000 subscriber của trên YouTube rồi. Thì thật sự mọi người ơi, nếu mà đối với mọi người á, thì con số 10.000 subscriber này nó không phải là quá lớn đâu. Nhưng mà đối với Duy á, nó là cả một thành quả, cũng giống như là cả một động lực của Duy gần hơn 3 tháng nay Duy làm YouTube đến bây giờ. Thì để mà có thể đạt được con số là 10.000 subscriber thì là đầu tiên là phải chắc chắn mọi người ơi, ngoài sự nỗ lực của bản thân Duy ra thì chưa đủ, phải có cái sự ủng hộ của tất cả mọi người. Thì qua đây cho Duy xin gửi lời cảm ơn đến với những bạn đã subscribe Duy, cũng giống như là những bạn đã comment, like, share, hoặc là đơn giản thôi là ủng hộ cho Duy một cái view cũng đã là quý lắm rồi. Thì thật sự Duy đầu tiên nha, cho Duy gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với tất cả mọi người, bởi vì thời gian qua đã ủng hộ Duy rất là nhiều. Và sau gần 3 tháng nay thì Duy đã cảm thấy được rằng là mình đã có thể là so với những vlog gần đây, với những vlog trước thì là mình đã có một sự tiến bộ khá là nhiều. Nếu mọi người không tin thì mọi người có thể xem là những vlog đầu tiên của Duy, trời, kể cả clip chỉnh hình hay là cách nói chuyện của mình nó cũng rất là fail. Và đến tận những clip hiện giờ này là nó khá là tốt, cũng khá là được, gọi là hoàn hảo đối với Duy. Thì sau một khoảng thời gian dài mà Duy quan sát, cũng giống như là Duy đọc rất là nhiều comment của mọi người, thì đa số mọi người nói Duy là thế mạnh của Duy là nói chuyện nè, hay là thế mạnh của Duy là chia sẻ, cũng giống như là giỡn, diễn, hay là chọc người này người nọ, phải làng phá sớm gì nọ mọi người. Với lại đặc biệt nữa thì là hầu như có rất nhiều comment nói với Duy đó là nên làm một cái vlog nào đó mà nó dài như phim truyền hình. Ví dụ như là một cái vlog mà 45 phút thì sẽ đem đi chiếu trên TV, còn thí dụ mà vlog mà 1 tiếng rưỡi thì là đem đi chiếu rạp. Đó, thì là đại loại là những comment như thế. Thì là vô tình, không phải vô tình, mà từ bữa đến giờ Duy đã ấp ủ một dự định, nghĩa là mình sẽ làm ra một chuyên đề tên là Bạn hỏi Duy trả lời. Dùng từ chuyên đề thì chắc là cũng không đúng lắm đâu, mà phải dùng từ là một chuỗi series của Duy. Thì như Duy đang tìm hiểu, cũng giống như là Duy đang định trong đầu nha, là cái chuyên đề này, cái chuỗi series này, một tuần sẽ ra một tập. Và một tập ở đó sẽ là tổng hợp của các câu hỏi các bạn trong tuần đó, có thể là 5 câu, 7 câu hoặc 10 câu. Thì nói chung á, có thể gọi là talk show cũng được, gọi là story dùng để tâm sự cũng được, hay đơn giản thôi là cái clip đó dùng để chia sẻ đến với mọi người. Thì dự định á là bắt đầu từ tuần sau hoặc tuần tới mình sẽ ra tập đầu tiên. Thì để có ra được cái tập đầu tiên này hay không, và để có ra được cái chuyên đề Bạn hỏi Duy trả lời được hay không, là đó là nằm vào cái sự ủng hộ của tất cả mọi người. Thì mọi người ơi, nếu mà mọi người đã ủng hộ Duy những cái thời gian qua, cũng giống như là mọi người có thể thích cách nói chuyện của Duy, hay là thích cách suy nghĩ, thích cách sống, hay là nói chung là những kinh nghiệm mà Duy đã từng trải qua trong cuộc sống, thì mọi người hãy nhớ ủng hộ Duy, hãy cùng với Duy đi tới cái con đường này và làm tốt được cái chuyên đề Bạn hỏi Duy trả lời, bằng cách là mỗi tuần ra clip về cái chuyên đề Bạn hỏi Duy trả lời. Thì mọi người hãy nhớ comment những câu hỏi của mọi người mà muốn Duy trả lời cho tập sau, thì Duy sẽ cố gắng trả lời hết sức có thể. Và không nói nhiều nữa mọi người ơi, mọi người thật sự mọi người hãy cố gắng giúp Duy, và cũng giống như là cùng nhau chung tay để mà Duy cũng không biết nói gì hơn, nó thật sự là vậy. Cho nên đây có thể là một cái clip rất là ngắn thôi, chắc tầm 3-4 phút thôi, nhưng mà mọi người hãy lấy cái clip này làm mốc, cũng giống như là cái clip đầu tiên. Và mọi người nếu có muốn Duy trả lời câu gì cho tập sau nè, hay là có muốn Duy chia sẻ gì, hay bất kỳ điều gì trong cuộc sống, gym, fashion, rồi cách sống, rồi ăn uống như thế nào, chọc ghẹo bạn bè ra sao, tình yêu, mối tình đầu, tất tần tật tất cả mọi thứ, cái gì cũng được, mọi người hãy đợi dưới phần comment của clip này, thì Duy sẽ cố gắng trả lời hết sức có thể ở tập sau. Và mọi người ơi, để hoàn thành được, Duy nhắc lại nha, để hoàn thành được cái sự việc này, để hoàn thành được cái chuyên đề Bạn hỏi Duy trả lời, là nằm vào sự ủng hộ của mọi người rất là nhiều. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ Duy bằng cách hãy đặt câu hỏi thật nhiều cho Duy, đầu tiên là vào clip này nha. Ok, cảm ơn mọi người, và đặc biệt là cảm ơn 10.000 bạn đã subscribe kênh YouTube của Duy trong thời gian qua. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. I love you, chưa cảm ơn em yêu anh chơi gỡ cu, bye bye.